Đây, hay là em xem cái đồng hồ này bây giờ của anh được bao nhiêu? Vâng, ý là giờ anh muốn bán cái đồng hồ này để lấy tiền đặt cái đồng hồ này tặng cho chị à? Đúng rồi. Ôi, thật tình luôn, anh đúng là tuyệt vời luôn đấy. Ừ. Không phải ai cũng như anh đâu, vừa mới mất một số tiền lớn như vậy mà vẫn còn nghĩ cách để đặt cái đồng hồ này tặng cho chị. Nói thật với em ấy, ngày trước là anh cũng nghèo khó, vậy là gia đình anh cũng chả có gì. Cho nên là bên vợ nhanh ấy cũng ngăn cấm, rồi là vợ anh là phải bỏ ra ngoài để chung sống với anh 30 năm khó khăn, lúc nghèo khó không có tiền ấy, mình còn khó nhau. Bây giờ lúc có điều kiện rồi, không may lúc phải cái lầm lỗi một chút, thì anh nghĩ ở đời ấy ai cũng có lúc nọ lúc kia em ạ. Vâng, anh nói chuẩn, ở trên đời cũng không phải ai cũng mắc lầm lỗi hết, chủ yếu là mình bỏ qua bao dung tha thứ cho nhau là được. Cái đồng hồ này thì em cũng sẽ thu giá tốt cho anh luôn, anh muốn thật là người đáng để em học tập bao dung theo ấy. Như cái chiếc này thì anh xem cho anh, nó đúng thật, nó là hàng xịn rồi, nó là Rolex Texture chocolate. Con này mặc màu này thì cực kỳ hot luôn đấy. Tình trạng thì em thấy nó cũng còn rất là mới luôn, không biết là hộp sổ thẻ em còn không ạ? À, anh cẩn thận lắm. Hộp với lại thẻ anh vẫn cất giữ ở nhà. Vâng, cái chiếc này trên thị trường thì nó bán giá khoảng 340, thì em sẽ hỗ trợ chung lại với cái mức giá bán trên thị trường luôn, cũng như là hỗ trợ đẩy cho anh thôi. Còn cái chiếc này em đặt cho chị thì em lãi một chút. Thế được, vậy thì tốt quá. Vậy thì anh cảm ơn các em. Còn có mấy chục nữa thì thôi, để anh quẹt thẻ thanh toán luôn cho em. Rồi là mai anh mang hộp với thẻ đến sau. Vâng, thì em cảm ơn anh, cũng thật anh là người chồng rất là tuyệt vời luôn, đáng để học tập theo ấy. Nói thật chứ bây giờ anh mang cái đồng hồ này về ấy, là anh phải nói với công an, người ta tìm thấy bọn lừa đảo rồi. Như vậy ấy, mọi người xung quanh với vợ anh mới yên tâm, đỡ buồn rầu, thì anh mới yên tâm làm việc được, chứ không đâu anh xót ruột lắm. Giờ thế bạn cũng nghĩ ra được, đúng anh là người chồng chu đáo vẹn toàn luôn đấy. Anh có mang theo cái căn cước công dân không, để em cầm có giấy tờ đấy tùy thân ở phần cho anh. có đây, anh gửi em đây. Ok anh. Cảm ơn các em.